Cô xin chào tất cả các học sinh trường tiểu học Bình Hưng Hòa thân mến. Cô rất vui vì tiết học ngày hôm nay cô trò chúng ta lại được gặp nhau. Ở tiết học luyện từ và câu hôm trước, các em đã được học về cách nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ rồi. Đến với tiết học ngày hôm nay, cô có một cách nối các vế câu ghép mới. Để xem nối các vế câu ghép còn cách nào khác nữa thì cô mời các em đến với tiết học ngày hôm nay nhé. Trước tiên, để củng cố lại kiến thức đã học, cô sẽ chiếu cho các em xem lại những cách nối các vế câu ghép đã từng học nhé. Để nối các vế câu ghép, các em có thể làm theo hai cách. Cách thứ nhất, các em có thể nối các vế câu ghép bằng cách nối trực tiếp. Cách thứ hai, các em có thể nối các vế câu ghép bằng từ có tác dụng nối. Ở tiết học ngày hôm nay thì cô sẽ chia nhỏ những cách làm đó ra cho các em dễ dàng quan sát và ghi nhớ nhé. Để nối các vế câu ghép, cách thứ nhất, các em có thể nối bằng dấu câu hay còn gọi là nối trực tiếp. Một số dấu câu được sử dụng đó là dấu phẩy, dấu hai chấm và dấu chấm phẩy. Cách thứ hai, các em có thể nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ. Một số quan hệ từ thường được sử dụng và các em cũng hay gặp đó là từ và, với, hay, ở, hoặc, nhưng, mà, thì, của, về, tại, bằng, như, để, vân vân. Ngoài ra còn một số quan hệ từ khác nữa. Cách thứ ba, các em có thể nối bằng cặp quan hệ từ. Mỗi cặp quan hệ từ sẽ được thể hiện một quan hệ khác nhau. Để thể hiện quan hệ điều kiện kết quả, chúng ta có cặp quan hệ từ nếu thì, hễ thì, giá thì. Để thể hiện quan hệ nguyên nhân kết quả, chúng ta có cặp quan hệ từ vì nên, do nên, nhờ mà. Để thể hiện quan hệ tương phản, chúng ta có cặp quan hệ từ tuy nhưng, mặc dù nhưng. Để thể hiện quan hệ tăng tiến, chúng ta có cặp quan hệ từ không những mà, không chỉ mà. Và như đã nói lúc nãy, hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em một cách nối khác để nối các vế câu ghép. Đó là các em có thể nối bằng những cặp từ khác. Ví dụ, cặp từ vừa đã, chưa đã, mới đã, vừa vừa, càng càng, đâu đấy, nào ấy, sao vậy, bao nhiêu, bấy nhiêu. Để nói sâu hơn về cách làm này thì cô mời các em đến với tiết học luyện từ và câu hôm nay nhé. Sau khi học xong tiết học này thì cô mong các em sẽ nắm được cách nối các vế câu ghép bằng những cặp từ khác, đó là những cặp từ mà cô vừa giới thiệu các em lúc nãy. Và các em sẽ biết sử dụng các cặp từ khác ngoài quan hệ từ thích hợp để tạo thành câu ghép. Vậy để nắm được kiến thức trọng tâm của bài học ngày hôm nay thì bây giờ cô trò chúng ta sẽ bước qua phần làm bài tập nhé. Các em hãy cùng cô đọc yêu cầu của đề bài tập 1 nhé. Trong những câu ghép dưới đây, các vế câu được nối với nhau bằng những từ nào? A. Ngày chưa tắt hẳn, trăng đã lên rồi. B. Chiếc xe ngựa vừa đậu lại, tôi đã nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra. C. Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. Bây giờ các em hãy đọc thầm và xác định cho cô các vế câu ghép của các ví dụ này nhé. Yêu cầu này rất là đơn giản với các em rồi, có phải không? Bây giờ chúng ta cùng xem kết quả nhé. Ở ví dụ đầu tiên, ngày chưa tắt hẳn là vế 1. Vế câu thứ hai là trăng đã lên rồi. Bây giờ chúng ta cùng phân tích để tìm ra những từ dùng để nối các vế câu này lại với nhau nhé. Tác giả Thạch Lam đã sử dụng cụm từ ngày tắt để chỉ thời điểm mặt trời lặn xuống, không gian bắt đầu chuyển sang buổi tối. Nhưng trong câu này, ngày lại chưa tắt hẳn, có nghĩa là sao hả các em? À, có nghĩa là tác giả muốn nói mặt trời chưa lặn hẳn, ấy vậy mà một sự vật thiên nhiên khác gắn liền với buổi tối đã xuất hiện, đó là trăng đấy các em ạ. Vậy các em hãy quan sát, tìm trong câu ghép này những từ nào thể hiện trình tự diễn ra hoạt động giữa hai vế câu nhé. Đó là từ chưa và từ đã. Khi hai từ này kết hợp với nhau thì nó sẽ trở thành một cặp từ, đó là cặp từ chưa đã.
Chúng ta cùng bước sang ví dụ tiếp theo. Chiếc xe ngựa vừa đậu lại, tôi đã nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra. Vậy, vế câu thứ nhất là chiếc xe ngựa vừa đậu lại. Vế câu thứ hai là tôi đã nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra. Bây giờ cô và các em cùng phân tích câu này nhé. Ở vế câu đầu tiên, chiếc xe ngựa vừa đậu lại là hoạt động vừa mới kết thúc. Thì sự việc tiếp theo là tôi đã nghe tiếng ông từ trong nhà vọng ra lại tiếp diễn sau đó. Vậy trong câu này, các em hãy tìm xem cặp từ nào thể hiện mối liên hệ giữa hai vế câu để làm cho ý nghĩa trong câu trở nên chặt chẽ hơn. Đó là cặp từ vừa đã. Câu C. Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bùng lên rực rỡ. Trời càng nắng gắt là vế 1, hoa giấy càng bùng lên rực rỡ là vế câu thứ 2. Các em thấy trong câu này, hiện tượng ánh nắng đang trở nên chói chang hơn, giúp hoa giấy tăng thêm sắc đẹp của mình. Vậy ở câu ghép này, tác giả đã sử dụng cặp từ càng càng. Đó các em ạ, cặp từ càng càng này tác giả sử dụng trong câu ghép để giúp cho câu văn trở nên tăng thêm phần nhấn mạnh ở với câu thứ hai. Chúng ta đã làm xong 3 ví dụ này rồi. Bây giờ nếu như cô lược những cặp từ ở trong các vế câu trong câu ghép đi, thì các em thấy mối liên hệ thời gian diễn ra hoạt động giữa hai vế câu trong câu sẽ không còn chặt chẽ nữa. Và bây giờ các em hãy để ý xem những cặp từ này thường sẽ xuất hiện ở bộ phận nào trong câu. Đúng rồi đó các em, các cặp từ sẽ thường xuất hiện ở bộ phận vị ngữ trong câu. Vậy đây cũng là một cách để các em có thể dễ dàng tìm được các cặp từ này đấy. Các em hãy cần ghi nhớ điều này để dễ dàng xác định được những cặp từ liên kết các vế câu trong những trường hợp khác nhé. Bây giờ cô trò chúng ta cùng bước qua bài tập thứ hai. Ở bài tập số 2 này, đề bài yêu cầu chúng ta tìm cặp từ thích hợp để điền vào mỗi chỗ trống. Các em có thể mở sách giáo khoa tiếng Việt tập 2 trang 65 để tìm cho mình những cặp từ thích hợp để đưa vào những chỗ trống này nhé. Các em đã tìm được đáp án thích hợp cho mình chưa? Bây giờ các em hãy cùng cô quan sát lên màn hình để xem kết quả nhé. A. Mưa càng to, gió càng mạnh. B. Trời vừa hửng sáng, nông dân đã ra đồng. Riêng ở câu B này thì cô có những đáp án khác như sau. Trời mới hửng sáng, nông dân đã ra đồng. Cô sử dụng cặp từ mới đã. Trời chưa hửng sáng, nông dân đã ra đồng. Cô sử dụng cặp từ chưa đã. Câu C. Thủy tinh dâng nước cao bao nhiêu, sơn tinh làm núi cao lên bấy nhiêu. Cô sử dụng cặp từ bao nhiêu bấy nhiêu. Vậy, cô chúc mừng các em nào đã tìm được kết quả giống như cô nhé. Tiết học đến đây là kết thúc rồi đấy. Sau tiết học luyện từ và câu hôm nay thì thầy cô giáo chủ nhiệm sẽ gửi form bài tập về để cho các em làm tại nhà. Cô chúc các em hoàn thành bài thật tốt. Hẹn gặp các em ở những bài học tiếp theo nhé.